chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ Và tôi là Kiều Anh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong clip hôm nay Vâng, trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu tới quý vị công dụng của nước hồng sâm Hàn Quốc tốt cho hệ tiêu hóa của chúng ta như thế nào Việc sử dụng nước hồng sâm thường xuyên hàng ngày sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được cung cấp năng lượng để đảm bảo một sức khỏe dẻo dai mà còn có khả năng là tăng cường hệ miễn dịch cũng như là ngăn ngừa và hỗ trợ nhiều các bệnh khác nữa. Tuy nhiên, vì sao nước hồng sâm Hàn Quốc lại có vai trò quan trọng trong việc là hỗ trợ điều trị các bệnh về đường tiêu hóa cũng như là giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta khỏe mạnh hơn? Thì đầu tiên Kiều Anh sẽ giải thích tới các bạn các bệnh về đường tiêu hóa là gì. Bệnh về đường tiêu hóa là những loại bệnh xảy ra ở các bộ phận hệ tiêu hóa như là dạ dày, ruột, gan hay là túi mật làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa thức ăn của chúng ta cũng như là sức khỏe tổng thể. Một số loại bệnh về đường tiêu hóa mà chúng ta thường gặp đó là rối loạn tiêu hóa, viêm loét dạ dày, viêm đại tràng, sỏi mật, trĩ hay là sơ gan. Và tại sao chúng ta lại có nguy cơ mắc các bệnh về đường tiêu hóa cao là bởi những tác động từ chế độ ăn uống hàng ngày như là thường xuyên bỏ bữa, nhất là bữa sáng, hay là việc ăn quá vội vàng, nhai không kỹ hay ăn quá nhiều thực phẩm có tính axit những thực phẩm có chứa nhiều chất công nghiệp độc hại như là đồ ăn chứa nhiều dầu, thức ăn nhanh hay là đồ ăn đóng hộp. Chính vì những thói quen này của chúng ta mà hệ tiêu hóa của chúng ta mỗi ngày đều bị đầu độc nặng nề. Và khi mới xảy ra thì bạn sẽ thường xuyên bỏ qua những triệu chứng cũng như là không quan tâm kỹ tới hệ tiêu hóa của mình. Tuy nhiên thì nếu như tình trạng này diễn ra trong thời gian dài thì sẽ gây ảnh hưởng cũng như là nguy hiểm tới tính mạng của chúng ta. Chính vì vậy từ ngày bây giờ chúng ta cần quan tâm chăm sóc tới hệ tiêu hóa của mình hơn và đó chính là lý do vì sao bạn nên sử dụng nước hồng sâm Hàn Quốc trong việc này. Vậy lý do vì sao nước hồng sâm Hàn Quốc lại tốt cho hệ tiêu hóa là bởi nước hồng sâm thì được chiết xuất từ hồng sâm Hàn Quốc là thực phẩm chức năng giúp chúng ta tăng cường bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ cũng như là trí lực hay là tăng khả năng làm việc, giúp đầu óc của chúng ta minh mẫn hơn, sảng khoái hơn và nâng cao hiệu quả năng lực làm việc cũng như là việc nó giúp cải thiện tình trạng mất ngủ. Không chỉ vậy mà loại nước này còn có chứa các chất tốt cho hệ tiêu hóa như là vitamin A, B, C hay là E hoặc protein tốt cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt là đối với những người thường xuyên tiếp xúc với rượu bia hay là đồ uống có cồn thì nước hồng sâm Hàn Quốc sẽ giúp loại bỏ được độc tính của rượu. Đó là nhờ saponin có trong nước hồng sâm làm tăng hoạt động enzyme liên quan tới sự thoái hóa của ethanol và acetaldehit với những hoạt chất tốt cho cơ thể như vậy thì tôi tin chắc rằng quý vị sẽ muốn sử dụng nước hồng sâm Hàn Quốc ngay để mang lại những sức khỏe tốt nhất cho bản thân cũng như gia đình. Và nước hồng sâm Hàn Quốc thì không những hỗ trợ các bệnh về đường tiêu hóa cho quý vị mà còn là hỗ trợ một số căn bệnh nhất định chẳng hạn như là các bạn bị sơ gan hay là một số căn bệnh khác về sức khỏe như là thoái hóa hệ thống miễn dịch thì nước hồng sâm Hàn Quốc cũng sẽ hỗ trợ những vấn đề này. Bên cạnh việc sử dụng thuốc kháng sinh hay là kết hợp chế độ ăn uống hiệu quả để giúp cho hệ tiêu hóa của chúng ta tốt hơn và tránh mắc khỏi những căn bệnh đó thì quý vị nên kết hợp sử dụng nước hồng sâm Hàn Quốc để có thể là hiệu quả sử dụng được cao hơn và quý vị có thể yên tâm là trong quá trình sử dụng sản phẩm nước hồng sâm Hàn Quốc sẽ không gặp phải bất cứ những tác dụng phụ hay là những phản ứng không mong muốn nào. Bởi nước hồng sâm Hàn Quốc thì được chiết xuất 100% từ các thành phần thiên nhiên cũng như là được kiểm nghiệm kỹ lưỡng trước khi là sản xuất ra thị trường. Vậy nên thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng những sản phẩm này. Và nếu như quý vị còn đang thắc mắc là chưa biết mua sản phẩm nước hồng sâm Hàn Quốc ở đâu để có thể là an tâm sử dụng thì hãy ngay lập tức liên hệ với Korea Shop 24 giờ qua số hotline 0904363985 để được tư vấn miễn phí về những sản phẩm chính hãng đến từ Hàn Quốc chúng tôi với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng đến từ đất nước hàn quốc hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích kiều anh xin chào và hẹn gặp lại